Thưa quý vị, ít nhất 14 người thiệt mạng và 15 người bị thương khi 4 tay súng chưa rõ danh tiếng xả súng vào một khu chợ đông dân ở thị trấn Koraiha thuộc bang Assam, hẻo lánh ở đông bắc Ấn Độ. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 5 tháng 8 theo giờ địa phương. Cảnh sát trưởng bang Assam cho biết các đối tượng đã xả súng và ném lựu đạn vào chợ. Một quan chức cấp cao Bộ Nội vụ dẫn các báo cáo sơ bộ cho biết vụ tấn công do nhóm ly khai địa phương mang tên Mặt trận Dân chủ Quốc gia Bohalen thực hiện. Cảnh sát sẽ cử một đội điều tra vụ việc. Assam, bang hẻo lánh và kém phát triển ở đông bắc Ấn Độ đã trải qua các vụ bạo loạn sắc tộc trong nhiều năm qua.